Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 14 tháng 2, lễ Thánh Cyrilo Đan Sĩ và Thánh Methodio Giám Mục. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Cyrilo Đan Sĩ và Thánh Methodio Giám Mục. Cyrilo và Methodio là hai anh em ruột, thuộc về gia đình nghị viện miền Thessalonica. Triều đình đã muốn xem người con trưởng sáng sủa xinh đẹp như thần đồng, nhưng đối với anh, sự khôn ngoan đáng quý hơn mọi hư danh trần thế. Người con út có tính cách vừa trầm tư, vừa hung hăng hay lý sự nữa. Sau khi theo học ở Constantinople, Methodio giữ chức vị quan trọng trong ngành ngoại giao. Cyrilo làm giáo sư triết học. Sau cùng thì lần lượt họ đạt tới lý tưởng làm linh mục. Nhà vua Moravia xin hoàng đế gửi các thừa sai tới. Vì biết tiếng Slaver nên hai anh em đã được chọn. Hai anh em thừa sai thực hiện hoạt động vừa chính trị vừa tôn giáo. Các ngài sẽ tổ chức Kitô giáo ở Bulgaria, Moravia và nơi những dân Slaver mà bước chân đế quốc đặt tới. Từ năm 863, cả hai hoạt động truyền giáo ở dân Slaver miền Moravia, họ đã đưa các dân này đến với đức tin Công giáo. Nhờ thông thạo ngôn ngữ Slaver, cả hai bắt đầu dịch thánh kinh và các bản văn phụng vụ ra tiếng Slaver. Cho đến bây giờ, dân Slaver chưa có chữ viết. Thế nên thánh Cyrilo mới sáng tạo ra 38 chữ cái để sử dụng. Những chữ cái này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Sau đó cả hai bắt đầu rao giảng và cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ Slaver này. Kết quả là dân chúng kéo đến tham dự thánh lễ đông hơn các nhà thờ dâng thánh lễ bằng tiếng Latin. Các linh mục theo La ngữ cho cả hai là lạc giáo, đáng xuống hỏa ngục vì không dâng thánh lễ bằng tiếng Latin. Cả hai vị liền lên đường sang Roma để khiếu nại với Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Hadrian thứ hai, năm 872, công nhận việc dịch bản văn phụng vụ và cử hành bằng tiếng Slaver của hai vị. Nhưng trong lúc ở đó, Thánh Cyrilo lâm bệnh và qua đời ngày 14 tháng 2 năm 869. Trước khi chết, ngài sốt sắng cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, Chúa đã dựng nên các phẩm thiên thần và các đạo binh thần trí vô hình. Chúa đã mở rộng bầu trời và đã đặt đất trên nền tảng vững vàng. Chúa đã kéo mọi vật từ hư vô sang hiện hữu. Chúa luôn luôn nghe lời những người làm theo ý Chúa. Xin Chúa nhậm lời con nguyện và xin gìn giữ đoàn chiên trung thành này mà Chúa đã đặt con đây là kẻ bất xứng lên đứng đầu. Xin Chúa cứu họ khỏi lòng độc dữ và ngoại đạo của những kẻ hằng lộng ngôn tới Chúa. Xin Chúa làm cho hội thánh thêm đông số và đoàn tụ tất cả nên một. Xin Chúa làm cho hội thánh trở thành dân được chọn, đồng tâm nhất trí trong đức tin chân thật và giáo lý chân chính. Xin Chúa đặt lời giáo huấn của Chúa vào lòng họ. Vì chính nhờ ơn Chúa, chúng con đã được lãnh nhận sứ vụ rao giảng tin mừng của Đức Kitô, được khuyến khích làm các việc lành và mọi sự đẹp lòng Chúa. Chúa dùng sức mạnh, tay hữu Chúa mà hướng dẫn họ và cho họ nấp bóng Chúa, để mọi người ca ngợi Chúa và chúc tụng thánh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Đức Giáo Hoàng tổ chức an táng long trọng cho Thánh Cyrilo. Ngài truyền cho mọi người Hy Lạp có mặt ở Roma phải hợp với dân thành Roma, cầm nến đi đưa đám ngài như có thói quen làm cho chính các vị giáo hoàng và mọi người đã làm như thế. Đồng thời, nâng Methodio lên hàng tổng giám mục cai quản miền Moravi và Pannoni. Khi trở về, ngài bị đau khổ nhiều, bị một thẩm đoàn giám mục miền Braviere tố cáo lạc giáo và bị giam giữ 2 năm trong một nơi xa vắng lạnh lẽo. Ngài lại bị mang ách, luôn bị bách hại, bị tố cáo tới Roma là đã làm sai lạc đức tin. Hai lần, ngài phải đi biện minh với Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha đã coi những lời tố cáo là hư từ. Hoàng đế Basilio xin ngài đi Constantinople là nơi ngài được tiếp đón nồng hậu. Cũng vị vua này đã muốn gửi ngài trở lại Russia và Bulgaria, nhưng thánh nhân trở lại Moravia và qua đời tại đó năm 884. Các ngài đã phát minh ra mẫu tự Slaver, cũng như văn chương người Slaver. Hai anh em đã mang văn minh lại cho dân Slaver khi truyền bá đức tin cho họ. Các ngài đồng thời vừa là các tông đồ,
vừa là các văn hào tiên khởi của dân tộc Slavers. Giáo hội coi các ngài là quan thầy của sự hiệp nhất giáo hội La Mã và Đông Phương. Theo ngài là hàng ngày vai con mang thập giá, con biết đi theo ngài thì đành chịu miệng người đời chê bai, con biết đi theo ngài là từ giã vinh hoa quyền quý, con biết đi theo ngài là đời khước chính mình con đi. Nếu không đi theo Chúa thì con biết Chúa thì đời con ra sao Chúa ơi, quyết chung tin theo Chúa vì chính Chúa ánh sáng soi đường, quyết chung tin theo ngài, ngài chính là chân lý chỉ lối con đi. Con biết đi theo ngài là hàng ngày con hy sinh tự hương, con biết đi theo ngài là hoàn thiện lời ngài đã giao ước, con biết đi theo ngài là từ gốc đam mê trần thế, con biết đi theo ngài là cùng bước đến đôi cạn về. Nếu không đi theo Chúa thì con biết Chúa thì đời con ra sao Chúa ơi, quyết chung tin theo Chúa vì chính Chúa ánh sáng soi đường, quyết chung tin theo ngài, ngài chính là chân lý chỉ lối con đi. Nếu không đi theo Chúa thì con biết theo ai bây giờ, nếu không đi theo Chúa thì đời con ra sao Chúa. Chung tin theo ngài, ngài chính là chân lý chỉ lối con đi. Quyết chung tin theo ngài, ngài chính là chân lý chỉ lối con đi.